Tối hôm nay, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, sân khấu solo cùng Bolero sẽ lần đầu tiên được quý khán giả quay trở lại với thời hoàng kim của không gian phòng trà xưa, phòng trà đêm màu hồng của thập niên 60, của những ca khúc đã làm say đắm biết bao thế hệ với mọi điều âm nhạc. Hôm nay em đẹp vô cùng luôn. Đầu tóc, mặt mũi rồi tất cả những thứ này đẹp quá là đẹp. Đặc biệt, đêm này sẽ có sự xuất hiện của nữ hoàng phong trà, ca sĩ Tuyết Loan, cùng với những chia sẻ tận tình nhất dành cho 6 thí sinh, với những kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm ca hát tại phong trà. Chắc rằng các thí sinh sẽ có thêm nhiều kỹ năng trình diễn trên sân khấu đêm màu hồng tối nay. Với sự đầu tư dàn dựng về sân khấu, cùng với cảm xúc đông đầy của từng ca khúc mà các thí sinh thể hiện. Em hát bài hát này, em đã chạm được trái tim của tôi. Nó rất là có sức sống, và nó làm cho người ta đúng là sống lại cái không khí của phong trà. Đêm chung kết 6 với chủ đề Đêm màu hồng hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ. Một không gian mới, một cảm nhận mới, đêm màu hồng. Xuân tôi ơi,
tôi còn khát khao. Dù nay dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu. Xuân muôn năm có ta xuân còn hỡi xuân, thì xin thì xuân hãy cho tình em sống thêm vài lần. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Vâng, và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Xuân Ca của nhạc sĩ Phạm Duy do 8 thí sinh của chúng tôi trong vòng chung kết năm cùng thể hiện. Qua một vòng thi khắc nghiệt nữa, họ chỉ còn lại có 6 người để đồng hành với chúng ta đêm hôm nay. Và nhạc phẩm Xuân Ca vừa rồi, một món quà đặc biệt mà Solo cùng Bolero muốn gửi tặng đến tất cả quý vị nhân dịp năm mới Tết Dương lịch 2016. Thúy Miêu nè, đầu năm mới rồi đó, như vậy là tính ra là Miêu đã lẻo đẻo theo Bình 2 năm rồi ha. Tôi lẻo đẻo theo người. Ủa, hồi nào? Ủa, không lộn. Trời lộn. Ơi! Ông y nói là mới đó mà Bình với Miêu đã đồng hành với nhau được 2 năm rồi. Cũng thâm niên ghê ha. Từ 2015 và đêm nay đã là đêm đầu tiên của 2016. Trong quý vị đây có ai mà không muốn ước một lần đêm cuối tuần hoặc là đầu năm được sửa soạn lễ bộ cho thật là đẹp, rồi đi ăn tiệm, vô nhà hàng thanh thế này, rồi đi phòng trà, đi nhảy đầm được một lần thôi. Nói tóm lại là muốn đi phòng trà nghe nhạc đúng không? Chuyện đó dễ dàng thôi, chút nữa xong chương trình đi, Bình sẵn sàng dẫn Miêu đi. Làm sao mà Bình đưa Miêu và quý vị khán giả ngược thời gian về thập niên 60? Muốn ở trong cái không gian nào, muốn ở cái hoàn cảnh nào cũng được hết. Bây giờ Miêu đừng làm nhà báo nữa, làm diễn viên đi. Bây giờ ha, nhắm mắt lại. Một lần nghe lời con nít dụ, nhắm mắt để coi Bình đưa Miêu đến đâu chơi viết. Rồi, Miêu nhắm mắt rồi chứ? Ngồi im đó nha. Chỉ ít phút sau thời lượng quảng cáo, Miu sẽ được bước vào không gian mà mình mong muốn. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh lả bóng vừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Đón xem những phần trình diễn đầy ý thơ diễn ra trong ít phút nữa. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Thưa quý vị, đêm nay, đêm chung kết 6 với chủ đề Đêm Màu Hồng. Đây cũng chính là nơi mà Quý Bình muốn đưa Thúy Miêu cùng với tất cả quý vị đến để chúng ta cùng trở ngược về với thời gian vào những thập niên 60 để xem Thúy Miêu đang cần điều gì ở đây. Tôi đã được thỏa nguyện cái mơ ước của người lớn lên trong dòng nhạc Bolero mà không được may mắn một lần đặt chân đến cái nơi mà tôi gọi là một trong những cái nôi tráng lệ nhất của kỹ nghệ ca diễn của đời sống văn hóa Sài Gòn về đêm. Với món quà của Quý Bình, Miêu đã có cơ hội để được thấy giấc mơ của mình gần như thành hiện thực. Và cũng xin phép, dù không được một lần chạm tay đến nữ danh ca Thái Thanh để tỏ lòng yêu mến, ngưỡng mộ và tri ân bà, xin được gửi bó hoa này đến ái nữ của bà, truyền nhân của bà, cũng là giám khảo của cuộc thi Solo cùng Bolero, nữ ca sĩ Ý Lan. Chương trình Solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Som Angela, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp phụ nữ. Ngày hôm nay, 6 giọng hát thể hiện những tác phẩm, những cái bài thi của mình. Họ sẽ được
lắng nghe bốn vị thượng khách này nhận xét đánh giá cái phần thể hiện của mình. Bên cạnh đó lại còn nhận được những tràng pháo tay, những lời động viên, những cái màn cổ vũ rất là nhiệt tình từ quý vị khán giả, cũng như là những tin nhắn bình chọn cho các giọng ca mà mình yêu thích nữa. Trước khi đến với Đêm Màu Hồng thì chúng ta hãy xem với những lượt tin nhắn bình chọn mà quý vị đã dành cho các thí sinh ở đêm chung kết năm thì giọng hát nào đã chiếm được nhiều tin nhắn bình chọn nhất nha. Chúc mừng thí sinh Trần Thiên Vũ số báo danh 01 với ca khúc Sương Lạnh Chiều Đông đã nhận được nhiều bình chọn nhất trong đêm chung kết năm với chủ đề Còn Mãi Những Bản Tình Ca. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương. Chúc mừng khán giả Phan Đình Toàn với số thuê bao 094-628-IDDDIS đã là vị khán giả may mắn nhận được phần thưởng 20 triệu đồng cùng một phần quà từ nhà tài trợ Sum Angela. Quý vị khán giả hãy bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất với cú pháp B khoảng cách mã số thí sinh gửi 8234 để có cơ hội nhận 20 triệu đồng từ nhà tài trợ Sum Angela. Chúc mừng thí sinh đã giành được lòng yêu mến của khán giả nhất trong tuần qua. Và để mở đầu năm mới lấy hên, quý vị cũng đừng quên bình chọn cho thí sinh của mình. Thì đêm nay Đêm Màu Hồng cũng có bốn vị thượng khách. Họ đã ngồi đây từng đêm, họ sẽ còn ngồi đây đêm nay cùng quý vị để dõi theo những chàng thơ và nàng thơ. Và tôi đang nhắc đến bốn vị giám khảo của chương trình Solo cùng Bolero. Xin được trân trọng giới thiệu vị thượng khách đầu tiên, nữ danh ca Ý Lan. Ngồi bên cạnh nữ khách của chúng tôi đó là một ký giả văn nghệ kịch trường và anh cũng là một trong những giám khảo của chương trình Solo cùng Bolero, nhà báo Minh Đức. Và tiếp theo đó là một quý cô, và có lẽ là lần đầu tiên Quý Bình mới thấy quý cô này xuất hiện trong một cái nhân dáng như thế, một cái mái tóc như thế, một cái bộ trang phục như thế. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Thi Như. Ngồi cạnh người đẹp Phi Nhung là một anh chàng lãng tử hào hoa, không đến hàng đêm, lâu lâu mới ghé qua chơi thôi. Cho nên cái sự có mặt của anh được đêm nào là chúng tôi tung hô ngưỡng mộ đêm đó. Vâng, tôi đang nói đến tay tài tử, nam ca sĩ Thái Châu. Và tất cả các thí sinh của chương trình, các bạn như Miêu vẫn thường gọi là các tân nghệ sĩ, sẽ đến một lúc nào đó bước lên sân khấu phòng trà. Miêu chân thành mong điều đó. Vậy thì kính xin giám khảo Ý Lan, người đã được sinh trưởng trong một nền giáo dục cầu kỳ của môi trường văn hóa, văn nghệ Bolero, xin chị bao biện cho văn minh phòng trà. Xuyên suốt từ bao nhiêu tuần lễ nay, Ý Lan không tưởng tượng được rằng là Ý Lan được trở về với Đêm Màu Hồng của biết bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm. Thì Ý Lan phải xin khen ngợi đến đạo diễn của chúng ta hôm nay chứ. Anh Vinh rất là xứng đáng để cho tất cả chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn nhà báo Minh Đức đã lựa chọn biết bao nhiêu bài hát mà Ý Lan được biết rằng tất cả các tân ca sĩ của chúng ta sẽ trình diễn ngày hôm nay. Những hình ảnh của phòng trà ngày xưa như thế nào đối với Ý Lan đẹp, đẹp vô cùng, bởi vì nó không phải là chỉ là một nơi ăn chơi không, mà là một nơi mang biết bao nhiêu văn hóa về ca nhạc nghệ thuật đến với tất cả những người yêu mến âm nhạc và nghệ thuật. Ngày hôm nay những nhạc phẩm đó, những hình ảnh đó vẫn còn tồn tại trong tâm tư của những người yêu nhạc xa xưa và đã truyền lại cho những thế hệ mới về sau. Có một cái phòng trà tên là Đêm Màu Hồng, bắt buộc là phải có nhạc phẩm Đêm Màu Hồng. Để bắt đầu chương trình Đêm Màu Hồng là phải có bài hát này được hát lên, rồi đóng màn Đêm Màu Hồng cũng phải hát trở lại bài này. Nó như thế này. Em gối đầu sương xuống, chuyện trò bắn bóng mình. Em gối đầu sương xuống, tôi đẹp như hình tôi, như cuộc đời, như mọi người, như chút thôi, như chút thôi. Em
nhiều nhớ thương, nhiều nhớ thương. Em là cánh hoa, là khói sáng đêm mơ. Quá tuyệt vời phải không thưa các bạn? Với một lần nữa xin được cảm ơn những câu hát được cất lên từ giọng ca của chị Y Lan đã một lần nữa dẫn bước chúng ta đến với đêm màu hồng. Không biết là quý cô Thúy Miêu ưng điệu nhạc nào nhất? Cái này chắc là chị Y Lan sẽ đồng ý với Thúy Miêu. Cái điệu xì lô mùi là chiếc áo thị thành sang trọng mà các nhạc sĩ đã khoác lên cho Bolero, và nhờ cái bước ngoặt của sự xuất hiện của phòng trà, các tiết tấu slow, Boston, tango đã sang hóa và giữ cho Bolero tồn tại đến tận bây giờ. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của một giọng hát đầu tiên trong đêm hôm nay với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Đó chính là bài hát Chờ Người qua giọng hát của Nguyễn Thị Thu Hằng. Thu Hằng thì cũng có một cái sắc thái rất là hay. Một cô gái hơi Tây Phương một chút xíu, hát có vẻ là nó trong sáng hơn. Trải qua những cái trường nhạc thì tôi nghĩ Hằng cũng có cái tương lai không có thua gì những địch thủ khác. Đối với Hằng thì ước mơ lớn nhất là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và trong đêm màu hồng, Hằng sẽ tỏa sáng. Chờ anh, chờ đêm bao giờ, mây thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá, buồn quá cơn mưa hắt hiu đưa hồn về trong.
Bài hát đầu tiên mở màn cho chương trình của Đêm Màu Hồng hôm nay, không biết đã khiến cho bốn vị thượng khách cảm nhận như thế nào? Xin mời nữ danh ca Ý Lan. Ngày hôm nay, cô Ý Lan được nghe Thu Hằng hát bài này rất đặc biệt. Và phải khen Thu Hằng là Thu Hằng hát bài này với nhiều cách xử lý khác nhau. Nguyên một cái phần đầu tiên không phải dễ. Thường thì là ca sĩ chỉ được hát một đoạn đầu tiên thôi, nhưng mà nguyên cái phần đầu đó Thu Hằng làm rất là đẹp, là nhịp điệu rất là ăn khớp và rất là lả lơi, thì Thu Hằng cũng nhúc nhích một cách rất là đẹp, rất là sexy. Cô Ý Lan cũng khen Thu Hằng tất cả những cái điều này. Ước gì mà Thu Hằng đừng nhìn chỉ về một phía bên kia mà thôi. Trong cái khung cảnh của phòng trà, bên trái chúng ta cũng có quan khách, bên phải chúng ta cũng có quan khách, cho nên cưng cần phải nhìn cả đôi bên để cho hai bên khán giả đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rất là sang trọng của Thu Hằng tối hôm nay. Chỉ là một nhắc nhở nho nhỏ, không có điều gì mà cô Ý Lan chê Thu Hằng nữa cả. Bài hát này đúng chất của Thu Hằng, hát rất là tròn trịa, giọng hát hôm nay rất là đẹp. Nó mang cho tôi một cái luồng gió mới mẻ cho cái bài hát này, và tôi rất là hài lòng với cái bài hát này Thu Hằng trình diễn hôm nay. Hôm nay phong độ em quá là đẹp, hát là bỏ chữ nhỏ rồi câu cao trào em lên tới, và nói chung là hôm nay em đẹp vô cùng luôn, không có gì để nói. Hơi tiếc cái đợt tí xíu này ở phần đầu ấy, mặc dù là không có nhịp nhưng mà lại làm chủ rất là tốt, thì phần sau thì có một chút Hằng hơi bị phụ thuộc vào nhịp của bài hát, cho nên là dẫn đến việc là hát nó hơi bị gấp rút một chút. Nó thỉnh thoảng có một số đoạn ngắn trong bài nó hơi làm cái cảm xúc đang gây dựng được nó bị loãng đi một tí xíu. Nó chỉ là những lỗi rất là nhỏ thôi. Thật sự ra Ý Lan nghĩ rằng là lần này Thu Hằng đã thâu nhập được tất cả những cái điều mà Thu Hằng phải sửa chữa lấy cho những cái fault mà mình đã gặp từ trước. Cho nên hôm nay hay quá phải không anh? Ý Lan thích quá. Ý Lan tưởng rằng là Ý Lan qua một cái cô mà ca sĩ ngày xưa đứng ở trong trong Đêm Màu Hồng đó, nhưng mà ca sĩ ngày xưa đứng trên Đêm Màu Hồng lại không có được mặc áo đẹp như thế này, mà đẹp đầu tóc mặt mũi rồi tất cả những thứ. Hôm nay đẹp quá là đẹp. Chương trình nào mà đẹp quá luôn, đẹp quá. Xin được cảm ơn bốn vị thượng khách của Đêm Màu Hồng rất là nhiều. Cái cảm giác đầu tiên thì cũng vừa lo lắng, không biết là mình có làm tốt được hay không. Bởi vì theo quan điểm của mình, đó là đầu xuôi thì đuôi lọt. Mọi cái mình chỉ biết cố gắng hết sức, và kết quả mình thể hiện nó khá là thành công, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được nghe được từ những cái lời nhận xét, những cái lời góp ý và những lời khen của bốn vị giám khảo. Đối với mình thì đó là niềm an ủi lớn nhất sau khi mà cái tuần thi vừa qua mình làm không được tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà bốn vị thượng khách dành cho giọng hát đầu tiên của Đêm Màu Hồng. Số điểm của thượng khách Thái Châu sẽ được chúng tôi giữ lại đến phút cuối chương trình. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ được biết số điểm của ba vị thượng khách còn lại dành cho thí sinh Thu Hằng với nhạc phẩm Chờ Người. Nhà báo Minh Đức 9,5. Nữ danh ca Ý Lan 10. Và giám khảo nữ ca sĩ Phi Nhung 10 điểm thưa quý vị. Một màn trình diễn mở đầu quá xuất sắc phải không nào? Một tràng pháo tay thật to nữa để chúc mừng cho Thu Hằng. Và xin được cảm ơn bốn vị thượng khách rất là nhiều. Quý vị khán giả hãy đừng quên nhắn tin bình chọn cho Thu Hằng với mã số 02 bằng cú pháp B khoảng cách, mã số 02 và gửi về tổng đài 8234. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Với bức hiệu Mặt Thế Nhân, nghe qua chúng ta thấy như là một sự bất cần đời, nhưng nó lại mang một ý nghĩa khiêm hạ của người cầm bút. Giọt mực cho đời Mặt Thế Nhân đã viết nên những ca khúc, những bản tự tình, những dòng tự sự, những sự bẻ bàng, ngậm ngùi của những kẻ chậm chân phải đứng nhìn người yêu mình sang sông, chẳng hạn như Em Về Với Người. Và đặc biệt hơn nữa là series 10 bài tương tư,
Và trong số đó, Tương Tư Bốn phải nói là một tác phẩm được phổ biến rộng rãi nhất. Và với Đêm Màu Hồng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại nhạc phẩm Tương Tư Bốn qua giọng hát của Nguyễn Tuấn Hoàng. Anh chàng Tuấn Hoàng thì lại thư sinh hơn, có vẻ mộc mạc hơn. Cái ưu điểm của Tuấn Hoàng là giọng bay, giọng rất là trong sáng, nhưng mà những cái nốt trầm của Hoàng đó hơi bị mờ và xuống những cái nốt thấp cuối câu thì ưa bị tuột. Hoàng nên để ý cái khuyết điểm này. Đêm Màu Hồng là đêm mà Hoàng sẽ truyền cảm xúc của mình và nỗ lực của mình để gửi tới khán giả. Dù kết quả có thế nào đi nữa thì Hoàng sẽ vẫn mãi theo dòng nhạc này. Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi, thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua dù em ngủ, chiều nay em theo chồng, thế hỏi lòng có buồn không? Yêu thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền, còn đâu ước mơ gì cùng thế. Lỡ yêu rồi em ơi, biết bao giờ lòng mới quên được người xưa ơi em. Phải chi em đừng có chồng và anh không của riêng ai, thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương, lòng anh không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau. Đành thôi ván đóng thuyền, còn đâu ước mơ gì cùng thế. Nhưng lỡ yêu rồi em ơi, biết bao giờ lòng mơ quên được người xưa ơi em đừng có chồng và anh còn đơn côi, thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua anh ru em ngủ, chiều nay em theo chồng, thế hỏi lòng có buồn không? Tiếc thương vô cùng, đành thôi ván đóng thuyền, còn đâu ước mơ gì cùng thế.
đời biết bao giờ lòng mới quên được người xưa. Và không biết là với giọng ca nam đầu tiên của Đêm Màu Hồng thì mang lại cho chúng ta những cảm xúc gì? Xin mời chị Phi Nhung. Những bài hát này em chưa có lấy hồn chị lên được. Tại vì em quá cho chuốt chữ nên cái bài nhạc nó không có cái mùi ở trong đó. Nếu lần sau em hát thì em nên để ý thêm. Mình không phải là mình trao chuốt chữ quá mà mình quên đi cái hồn trong bài nhạc. Chị đồng ý với lại Phi Nhung. Tuấn Hoàng hôm nay hát bài này về kỹ thuật rất là giỏi. Không biết làm sao mà Phi Nhung thì chắc có lẽ tình cảm của Phi Nhung nó dày đặc lắm cho nên không khó khó để mà vào tim cô này. Còn cô Hy Lan đó, Tuấn Hoàng ơi, thì dễ xúc động lắm à. Tuấn Hoàng thật sự đã xúc động được cô trong bài hát này. Đặc biệt hơn hết là Tuấn Hoàng đã làm mới được bài hát này trong một nốt mà thôi. Chiều qua du em ngủ, đúng không? Nó là đúng cái nốt như vậy. Nhưng mà Cưng đã lấy một chút xíu fantasy. Cái chữ này quá đẹp. Chiều qua dù em ngủ. Vỗ tay cho Tuấn Hoàng. Đúng là như Phi Nhung nói, tức là quá trau chuốt vào con chữ, nó dẫn đến cái việc là mình bỏ quên đi cái phần là mình đang kể cho người ta nghe một câu chuyện. Làm sao người ta cảm nhận và nhớ được những cái lời hát đấy. Chút đấy là cảm nhận của tôi lúc ở phần đầu thôi. Còn từ phần sau thì Hoàng làm tốt hơn. Những cái ưu điểm của Tuấn Hoàng á, là cái giọng hát, những cái nốt cao của em rất là bay, rất là vang. Và yếu điểm của em á, là những cái nốt thấp, không có tròn, không có rõ ràng. Mà những cái nốt thấp lại là quan trọng cái ý nghĩa của cái câu. Thì em bị flat, bị chìm mờ những cái nốt thấp, nó rất là uổng. Thì anh nhắc nhở em nên luyện tập cho những cái nốt thấp nó tròn trịa hơn. Và cái câu đầu là phải chi em đừng có chồng gì đó, nó tư sự chút xíu. Anh, là nó thành ra. Bây giờ tiếc thương đi. Tiếc thương cho nó hiểu đi. Tiếc thương cũng đành. Đấy, nước nở chưa? Đấy, nước nở như vậy cơ mà. Tức là con nghe gian tiếc. Dạ. Nhưng còn em tiếc thương cũng đành thì nó không có cảm xúc. Nó đi một opera, nó opera, opera. Quả thật các thí sinh rất cực cần những cái lần thị phạm của các thành viên trong ban giám khảo như thế. Vừa thi xong ca khúc Tương Tư Bốn thì cũng có một chút gì đấy gọi là cũng không được vui lắm. Cũng không được làm hài lòng được tất cả bốn vị giám khảo. Nói chung tâm trạng của mình bây giờ cũng đang lo một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho thí sinh Tuấn Hoàng. Nhà báo Minh Đức 9,5. Nữ danh ca Ý Lan 10. Và một chút xung khắc về tình cảm trong câu tiếc thương cũng đành. Chỉ lấy mất của Tuấn Hoàng nửa số điểm từ giám khảo Phi Nhung. Số điểm của chị dành cho thí sinh là 9,5. Và thưa quý vị, chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho thí sinh Tuấn Hoàng với cú pháp như sau: B, khoảng cách, mã số 05 và gửi về tổng đài 8234 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và xin được chúc mừng Tuấn Hoàng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức không khí sang trọng của Đêm Màu Hồng. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những phần đặc biệt của Đêm Màu Hồng sau ít phút quảng cáo. Ôi đẹp thay là thuở ban đầu, chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi, niềm thương không nói nên lời, chỉ nghe xao xác một trời bâng khuâng. Những giai điệu da diết của âm nhạc phong trà sẽ tiếp tục vang lên trong giây lát. Cái định kiến là phòng trà là nơi ủy mị lắm, đó là vì ta chưa cảm nhận được người ta cần một cái trạng thái cân bằng giữa buồn và vui, và nỗi buồn
ở trong phòng trà là một nỗi buồn lộng lẫy, mỹ lệ mà người ta không nhất thiết phải đi trong một đôi, đi trong một nhóm bạn, mà một mình đi vô chiêm ngẫm, ngắm nghía và cảm thấy mình được san sẻ nhiều lắm bởi vị thần âm nhạc. Đúng như Thúy Miêu vừa chia sẻ thì không khí của phòng trà không phải bao giờ cũng buồn, không phải bao giờ cũng ủy mị. Bằng chứng là ca khúc sau đây sẽ cho cái không khí của đêm màu hồng trở nên sống động hẳn. Và ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, cũng đã từng được nữ danh ca Thái Thanh thể hiện rất thành công. Đó chính là ca khúc Đêm Cuối Cùng. Vâng, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho giọng hát Thúy Huyền. Thúy Huyền thì cô gái này nó có một cái nét chất phác, hát nhạc tình ca mới một chút, hiện đại một chút cũng được, mà hát cái dân ca cũng được. Cái quan trọng là cái tông của mình đó, quãng của mình đừng có bị lên cao, bị gắt quá và xuống thấp nó bị mờ thì nó thất lợi cho mình. Là một ca sĩ phòng trà, hôm nay Thúy Huyền sẽ đem đến cho tất cả quý vị những giai điệu lãng mạn của Đêm Màu Hồng. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau. Nhịp giọt sâu rơi ướt hồn phiêu ly, nắm tay không lời, cô hé run run môi cười lúc chia tay. Đêm nay đôi mái đầu còn xanh, ngậm ngùi thầm trao nhau giấc mộng chưa một ngày sau nỗi mơ.
Thưa nữ danh ca Ý Lan, với sự xuất hiện ngày hôm nay trên sân khấu này với giọng hát này, theo chị đây có thể là danh ca của tương lai hay không? Hôm nay Thúy Huyền hát bài này rất hay, tuy nhiên có thể là những cái cảm xúc của Thúy Huyền rất là dạt dào. Nhưng hãy để ý khi cảm xúc của mình vẫn còn phải để ý để cho tròn trịa nốt nhạc và lời hát của mình. Chẳng hạn như cái đoạn nắm tay không rời, nhưng Cưng lại hát nắm tay không lời. Nắm tay không lời. Thành ra để ý lại. Rồi kế đến là hẹn rằng một ngày sau, thì Cưng lại hát hẹn hò một ngày sau. Đêm cuối cùng gần nhau, hẹn hò một ngày sau. Xem lại cái lời hát, đây là một sự nhắc nhở nhá. Rất đẹp, bài hát này em hát rất đẹp. Chị Ý Lan nhặt ra những cái lỗi đó là để làm sao cái bài hát nó hoàn hảo, vì nó đã thành kinh điển như thế rồi. Là mình không nên có những cái ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp sẵn có của bài hát. Cái cảm tưởng là Huyền bị thiếu tập trung. Có nhiều đoạn là mình đang cố gắng tìm một cái sự nhập tâm vào bài hát mà nó cứ bị chạy ra khỏi đó. Minh Đức ơi, nhưng mà cái phần sau, sau phần nhạc giang tấu thì cô ấy lấy lại tất cả những phong độ. Nhất là một ca sĩ mà có cái bề dày về đi hát cũng như về kỹ thuật giống như Huyền thì càng phải lưu ý đến những cái điều đó. Cho dù là mình có xúc cảm đến mấy, mình có mau nước mắt đến mấy, mình cố gắng sống trọn vẹn trong bài hát. Chị thấy em hát thể loại nhạc quê hương, mà em chuyển cái nhạc hôm nay nó khác đi một tí, mà em hát rất là tuyệt vời đối với chị. Từ cái cử chỉ đi đứng và ánh mắt của em, và từ cái diễn xuất của em, rất là thích. Hôm nay em hát bài hát này, em đã chạm được trái tim của tôi. Bài hát này tôi rất là xúc động. Mà em với cái lứa tuổi em như thế này, là một thí sinh đang đi tập làm ca sĩ chuyên nghiệp, mà em hát cái tầm đó như thế này, tôi rất là hài lòng. Sự thật đối với Ý Lan, giá trị vẫn còn tồn tại bởi những khuôn mặt trẻ, bởi những thế hệ trẻ này vẫn lưu giữ được tất cả những ca khúc để đời của nhiều thế hệ về trước. Thành ra đây là hạnh phúc của Ý Lan. Cảm ơn anh đã nói lên điều này. Đúng ra hôm nay với một cái sân khấu rất là ấm cúng, đúng nghĩa là một phòng trà thật sự như vậy, thì đáng lẽ ra là Huyền phải hát rất là tự tin và thoải mái tất cả mọi thứ. Nhưng mà hôm nay Huyền thật sự là cũng chưa làm tốt lắm. Tuy nhiên là rất là mong những bạn thí sinh còn lại sẽ giữ được phong độ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được tình cảm cụ thể mà bốn vị dành cho thí sinh Thúy Huyền. Số điểm mà giám khảo Minh Đức dành cho thí sinh Thúy Huyền: 9,5. Giám khảo Ý Lan: 9,5. Như đúng tình cảm nồng hậu mà chị dành cho phần thể hiện của thí sinh Thúy Huyền, giám khảo Phi Nhung: 10 điểm. Xin cảm ơn bốn vị thượng khách rất là nhiều. Và chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho Thúy Huyền với mã số 11 với cú pháp B khoảng cách 11 và gửi về tổng đài 8234 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng Thúy Huyền và cảm ơn bạn. Khi mà cuộc vui tàn thì cái không khí diễm tình ấy nó vẫn cứ theo những cặp tình nhân đưa nhau về trong đêm thâu, phải không Thúy Miêu? Vâng, cái sự lãng mạn nó đeo đuổi người ta. Khi tàn cuộc vui rồi, chắc là ai cũng có cái kỷ niệm này. Chàng thì đưa nàng về đến tận cửa nhà, rồi nàng lại bịn rịn không nỡ để người đàn ông của mình ra về, thì lại đi theo anh ấy vài bước ra đầu ngõ. Ra đến đầu ngõ rồi thì anh ấy lại nghĩ là không nỡ để người đàn bà lại phải bước vào một mình. Thế rồi cứ đi ra đi vô cả đêm á. Thì ngày xưa các cặp tình nhân chắc là vì cái sự khách khí còn e thẹn trong ái tình, trong tình yêu, cho nên cái ra vô đó làm nên cả một cái thi vị của một đêm Sài Gòn. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay với Đêm Màu Hồng, giọng hát của Hoàng Minh Viễn sẽ lại nhắc nhớ chúng ta về những giây phút chia tay,
về những sao xuyến bồi hồi, về những lưu luyến trong những đêm chia tay, trong những đêm đưa nhau về, qua giai điệu rumba trong sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Hai vì sao lạc, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hoàng Quỳnh Viễn thì có một cái nét điển trai, một chàng thanh niên thời đại, hát rất là thoải mái, càng vào cái vòng sâu như Vinh Viễn càng tiến bộ thấy rõ. Anh hát rất là tự tin và anh hát với một cái phong cách rất là thoải mái. Nên giữ cái này và phát huy thêm nữa để cho có kết quả tốt cho những vòng thi sắp tới. Đối với Viễn, mọi giấc mơ không chỉ là màu hồng, nhưng Viễn sẽ luôn nuôi dưỡng ước mơ đó và chắc chắn đêm nay Viễn sẽ cháy hết mình. Một mùa thu gió heo mây, về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh, đưa tiễn người một đêm không trăng. Nói sao nên lời, lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kề gió trăng sâu, người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi. Bước chân ai về, chừng thời gian ngừng trôi, như quên đêm khuya, để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn mong người, người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi lòng ta bâng khuâng, như áng mây chiều lan trong sương. Bước chân ai về, chừng thời gian ngừng trôi, nghe chăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Về chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn mong người, người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi,
khuâng như áng mây chiều lang trong sương. Bước chân ai về trường thời gian ngừng trôi, nghe chăm thu ơi để lá rơi chi hoài, gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Xin mời anh Thái Châu ạ. Xin mời anh cho nhận xét với phần trình diễn của Minh Viễn. Cái tình cảm nó quá tươi đi. Cái bài này em phải vuốt ve, em nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ nói lên cái tình cảm, cái ca từ, cái ý của tác giả. Em tươi quá như thế này thì giống như là em đang trình diễn một cái ca khúc nhạc trẻ, nó không phù hợp với cái cách diễn tả như thế này. Bài hát là nó có những câu chìa khóa, có từ chìa khóa, thì bài hát này nó có những câu như vậy, những câu mà chỉ cần hát lên thôi mà hát đúng giai điệu và biết lấy lòng là làm cho người nghe lịm đi ngay. Chẳng hạn như là câu là về đâu có nhớ trăng trong những vì sao long lanh, đưa tiễn người một đêm không trăng. Đấy, những cái câu như thế nó là những câu mà hát đứng lên. Tất nhiên tôi không thể hát hay bằng các thí sinh được hay khác được, nhưng mà đấy là những cái câu chìa khóa. Và tôi để ý bao nhiêu người hát bài này trước đây họ đều hiểu được cái chìa khóa ở đó. Về đâu có nhớ trăng những vì sao long lanh, đưa tiễn người một đêm không trăng. Diễn bằng hình thức nào thì cái điều quan trọng nhất vẫn là truyền tải cái tinh thần của cái bài hát đấy. Bài hát nó buồn thì không thể nào mà mình quá tươi rồi mình quá tưng bừng, thì tôi tiếc cho cái điều đó thôi. Mà mặc dù có thể nói là Viễn đã không thành công lắm trong việc lột tả được cái vẻ đẹp của bài hát, nhưng mà ở góc độ giọng hát thì Viễn đã thể hiện được rất là tốt. Nếu mà em bớt được một chút gì đó mà cái sự quá tươi để tâm hồn của mình nó lắng, để nó đi sâu vào cái bài hát hơn một chút, thì chắc chắn là sẽ em đi đến cái chỗ hoàn hảo. Còn nếu mà vẫn chưa hiểu, gọi ngay 1-800 cô Ý Lan. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn chị Lan, xin cảm ơn bốn vị giám khảo rất là nhiều. Hát xong bài này thì nhận những lời góp ý từ ban giám khảo rất là hay, tại vì mình cũng chưa có hiểu rõ hết cái nội dung của truyền tải bài hát để mà hát thành công được. Thì sau những cái lời góp ý đó thì nếu sau này mà Việt có hát lại bài này nữa thì Việt sẽ rút kinh nghiệm và thể hiện tốt hơn. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho thí sinh Hoàng Minh Viễn. Nhà báo Minh Đức 9,5. Số điểm tương tự 9,5 từ hai vị nữ giám khảo còn lại, nữ ca sĩ Ý Lan và ca sĩ Phi Nhung. Xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo, xin được chúc mừng Hoàng Minh Viễn. Thưa quý vị, những khán giả của Đêm Màu Hồng, chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho thí sinh Hoàng Minh Viễn, cho giọng hát của Hoàng Minh Viễn với mã số 03 theo cú pháp B khoảng cách 3 và gửi về tổng đài 8234. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoàng Minh Viễn và xin được cảm ơn bạn. Ôi chưa gặp nhau như đã ước thề, mây hồng giăng tán ngã sơn khê, bóng hoa ngã xuống bàn tay mộng, và mộng em cười như giấc mê. Đêm phòng trà sẽ trở lại đầy sôi động ngay sau đây. Bình thường chia tay trong đêm thì mình thấy cái không khí nó đã lãng mạn rồi, mà chia tay trong đêm mà đêm mưa nữa thì chắc chắn là nó sẽ lãng mạn muôn phần, đúng không? Cái nỗi buồn biệt ly trong mưa đôi khi được thể hiện bằng rất là nhiều cung bậc. Nó không nhất thiết là nó quá ủy mị, như là trong các nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Phụng. Cái sự ly biệt trong đêm mưa đó nó sẽ mang lại một thử thách mới cho thí sinh Thiên Vũ, khi mà từ các vòng trước chúng ta thấy bé Thiên Vũ luôn thể hiện những nhạc phẩm sầu muộn mà đôi khi tưởng như là quá sức của Thiên Vũ. Nhưng ngày hôm nay Thiên Vũ đã chấp nhận một thách thức mới, đó là một cuộc biệt ly trong mưa giá rét đó, chua chát đó, nhưng trên tiết điệu cha cha và một phong cách hoàn toàn mới mẻ. Quý vị chờ xem. Và chúng ta hãy cổ vũ cho giọng hát Trần Thiên Vũ với ca khúc Giả Từ Đêm Mưa. Thiên Vũ, em này thì bé xíu mà em này có tài hát rất là hay, hát rất là tròn trịa mà hát có thể lực tốt. Em này cũng là một địch thủ đáng ngại cho những thí sinh. Vì ba cũng nhắn nhủ với lại Thiên Vũ,
cố gắng hết mình. Gần tới chung kết thì mình phải hoàn hảo hơn nữa. Từ trước đến giờ con đã nghe mẹ con kể về phòng trà, và đây là lần đầu tiên con đã được đặt chân tới không gian đấy. Nhưng con tự tin sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình trong đêm màu hồng. Một sắc thái mới hoàn toàn thì chắc là đêm nay ba thấy Châu hài lòng hơn với ít nhất là phong cách và bộ phục trang này. Về trang phục thì rất là hài lòng, nó tầm xứng giống với lứa tuổi của Thiên Vũ. Với cái cách trình diễn, cái này là đúng là thử thách đó nha, tươi tắn rồi biết nhảy như thế này nữa, rất là đẹp. Có cái là trong cách hát của con đó, con phải thông minh, phải tính toán với cái tiết tấu nó nhanh như thế này. Con hát có nhiều chữ nó dính lẹo, ba không nghe rõ. Ba con già rồi. Nó già nha, đụng chạm nha. Chơi chứ cô, chứ mẹ nghe rõ lắm con. Mà tiết tấu dù nhanh đi gì, mình là một người ca sĩ, mình phải thông minh, mình phải tìm cách mình hát cho người nghe nghe rõ cái chữ như thế nào. Chứ không phải không, đúng là em thấy là có một chỗ thôi, tại vì hai người đã mới liền nhau. Hạt mưa gieo ra nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mới duyên đầu, yêu lúa đôi nghèo, đội mưa mà đi. Có một chỗ đó thôi, còn tất cả những cái lúc đó sao con hát nghe rất rõ thì mình góp ý thôi, còn nghe không nghe là hên xui à. Bởi vì lần đầu tiên con hát nhạc nhanh cho nên con có một chút xíu đó là con cần phải để ý lại thôi. Chứ còn đối với cô Ý Lan thì chiếng nhỏ.
Mẹ Phi Nhung lại cho rằng là nghe rất là rõ những câu đó. Vậy ngoài những câu hát đó thì phần còn lại bé đã thể hiện như thế nào thưa chị? Quá tuyệt vời luôn. Mẹ muốn chạy lên ôm con lần nữa. Tại vì con mình nó diễn quá hay luôn, không có gì để nói với nó con à. Thì cô bé này hoàn toàn có thể làm chủ cái bài hát rất là tốt. Cái điều quan trọng nhất là bé hát bài này nó đúng là sống trong bài hát. Nó rất là có sức sống. Và nó làm cho người ta đúng là sống lại cái không khí của phòng trà. Phòng trà không phải lúc nào cũng có toàn những sầu nữ u buồn đứng một chỗ. Người ta có rất nhiều cách thể hiện khác nhau. Và với một cách thể hiện nó vừa vặn với cái bài hát, nó phù hợp với bài hát, phù hợp với cả những cái gì mình mang trên người nữa. Thế là thành công. Qua từng vòng thi, đến giờ người ta đã có thể nhận diện ra được giọng hát Trần Thiên Vũ. Xin được cảm ơn đại gia đình ban giám khảo của solo cùng Bolero rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho giọng hát của Trần Thiên Vũ. Đầu năm đã có được một con số lì xì từ bác trưởng ban an ninh văn nghệ phòng trà Minh Đức. Và con số đó là 10 điểm. Và hai số điểm còn lại Quý Bình sẽ không đọc mà sẽ để cho Thiên Vũ đọc. Dạ, cô giám khảo Y Lan 10 điểm ạ. Dạ, cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ, cô giám khảo Phi Nhung 10 điểm ạ. Dạ, cũng cảm ơn cô rất nhiều. Xin chúc mừng con với 3 số điểm tròn trịa của Đêm Màu Hồng đã dành cho con nha. Và thưa quý vị khán giả của Đêm Màu Hồng, chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho bé Trần Thiên Vũ. Giọng hát của Trần Thiên Vũ với mã số 01 theo cú pháp B khoảng cách 01 và gửi về tổng đài 8234. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng bé Thiên Vũ và xin cảm ơn con rất là nhiều. Được 3 số điểm của ban giám khảo thì bây giờ Thiên Vũ đang rất là vui. Nhưng mà bây giờ Thiên Vũ đang rất là hồi hộp, đang chờ số điểm của ba Thái Châu ạ. Thiên Vũ cảm thấy cái sân khấu rất là lộng lẫy và rất là đẹp. Thiên Vũ đã thể hiện được các khúc của mình trong cái sân khấu đó với rất nhiều tiết điệu đa dạng khác nhau. Và điều này khiến cho các thí sinh từ các vòng thi trước đã rất mạnh ở trường phái quê hương và ở vòng thi này phải thử thách chính họ với những giai điệu mới slow Boston Tango và một không khí phòng trà. Và điển hình cho điều Thúy Miêu vừa chia sẻ thì xuất hiện ở Đêm Màu Hồng hôm nay, thí sinh Trần Thị Tố My. Một giọng hát mượt mà ngọt ngào và luôn được ban giám khảo đánh giá cao với những bài hát mang giai điệu thuần bolero. Nhưng đêm nay sẽ là một thử thách lớn đối với Tố My với giai điệu Boston sang trọng lả lướt kiểu Tây Phương. Và một áp lực hơn nữa, một thử thách hơn nữa, đây là một sáng tác đã được rất là nhiều những danh ca thể hiện như là danh ca Khánh Ly, Sĩ Phú, Kim Anh v.v. Thưa quý vị, Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức với tiếng hát Tố My. Tố My có cái ngoại hình tốt, gương mặt sáng, sân khấu rất là ăn ảnh, đã có cái chất giọng hát những cái bài tình ca quê hương rất là hay. Thì những khuyết điểm vừa qua như thế nào thì mong em nhớ để mà khắc phục để tiến sâu hơn nữa. Ở Đêm Màu Hồng này thì Tố My sẽ thử thách mình với một dòng nhạc mà từ trước giờ Tố My chưa từng thể hiện. Và đây là một bài toán khó đối với Tố My và Tố My sẽ quyết tâm chinh phục. Nắng hạ tàn phai, cơn mê tình ai dã rời lạc lối. Theo dấu chân em về, chập chờn đất sông trắng xóa mênh mông. Mơ cát mịn từ đây, không em hơn rồi. Tháng ngày mù tối. Biển chiều dù nắng em bước hoàng hôn, em buông lời tóc thề tình mình theo cơn lốc về. Em như mưa nắng hạ hôn bờ biển xanh soi đá. Anh lang thang dấu dày
dưới chơi với ngàn lối mỗi đường tình ai. Con sông khuya xô về ngược ngùi soi đá nuối tiếc trôi qua, con dấu buồn hồn hoang nghiêng nghiêng vực nhớ nửa chiều lạnh xa. Khi mà Tommy xuất hiện thì y như rằng hàng ghế khán giả lại tưng bừng. À, không biết là với tóc em chưa úa nắng hè hôm nay cùng với cái sự cổ vũ nồng nhiệt như vậy thì ban giám khảo có ý kiến như thế nào đây? Tommy rất đẹp, đẹp quá là đẹp đi, lộng lẫy. Và hình dáng này rất phù hợp cho bài hát Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, nó hơi tây tây. Đoạn thứ 3 của bài hát: rơi cánh phượng hồng rơi. Cưng đã hát sai lời cả nguyên một đoạn, thành thử ra lúng túng làm sao để mà trở lại. Cô tiếc quá đi chứ nếu không là bài hát hay và gần như là hoàn hảo rồi. Rơi cánh phượng hồng rơi chơi với ngàn lối mỗi đường tình ai. Với tất cả những gì đẹp nhất mà Tommy có thể mang đến cho bài hát này, em đã làm được. Rồi ban giám khảo đây cũng rất là hài lòng với cái sắc đẹp của em ngày hôm nay. Ý Lan nghĩ rằng, ý Lan nói vậy chắc là ban giám khảo cũng đồng ý chứ không phải ý Lan nói sai phải không? Có chịu không? Đẹp đời người luôn. Ai cũng biết thôi. Đẹp đời người. Hôm nay Tommy đã làm cho mọi người phải có một cái nhìn khác. Có thể trước đây là Tommy chỉ nghĩ rằng mình hát được dòng nhạc quê hương, nhưng đôi khi có những khả năng khác, có khi nó còn trội hơn mà vì mình không dám nghĩ đến, mình không dám làm. Giàu ra luống trong tình bạn, nắng mơ cánh mơ màng. Dấu buồn hồn hoang, nghiêng nghiêng vực nhớ, nửa chiều lạnh xa. Mi chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái với cái không gian âm nhạc này, với cái phong cách âm nhạc này. À, có thể với cả những cái ngôn từ trong bài hát nữa. Với một người mới vòng trước còn hát một bài đậm màu dân ca ngọt ngào áo dài như thế, hôm nay đã lột xác trở thành một lady sang trọng như vậy, là cả một cái quá trình không phải là dễ dàng gì.
Tố My hôm nay đúng là cái phong cách như thế này, phòng trà hát cái bài hát này với cái phong cách biểu diễn này rất là hợp với là Tố My. Chỉ có duy nhất là tôi cứ nhắc nhở hoài là cái nhã chữ phải cho nó tự nhiên hơn. Em, tóc em không vàng, hạ buồn chưa hoa, em khóc chiều xưa. Đừng có bị gồng quá, mình hát một cách thoải mái tự nhiên thì cái cảm xúc xúc của nó rất tự nhiên và nó sẽ dạt dào hơn. À, đối với chị thì là chị nghĩ là em sẽ không hát được cái thể loại nhạc như vậy. Bài hát này em thần tượng ai thì em cứ nghe người đó hát đi, là em sẽ hát ra thôi. Thế là em thần tượng chị Y Lan đúng không? Có những chữ y chang chị Y Lan luôn. Hôm nay là chị khen em rất là đẹp mà hát rất là tuyệt vời. Nếu mà khán giả thấy là có giống Y Lan thì vỗ tay, mà không thấy giống thì đừng vỗ. Thấy chưa? Các bạn chú cho con xin nói một xíu. À, thật sự con cũng rất là thích cô nên là con có học cô một chút xíu ạ. À, những nào những... là chỗ con học cô, con hát cho cô nghe. Anh lang thang dấu dày. Vậy thì y chang cô rồi còn gì nữa. Thôi là cái chỗ này là cái chỗ ấn tượng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho Tommy. Nhà báo Minh Đức, 9 điểm. Nữ ca sĩ Y Lan, 9,5. Hãnh diện vì một dòng ca, một làng hơi quê hương nhưng lại vô cùng đa dạng phong phú trong tác phẩm này. Số điểm từ nữ giám khảo Phi Nhung là 10 điểm. Và quý vị ơi, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho Tố My với mã số 04 theo cú pháp B khoảng cách 04 và gửi về tổng đài 8234. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo. Xin chúc mừng Tố My và xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, những điệu nhạc sang trọng sẽ lại tiếp tục vang lên ở đêm màu hồng sau ít phút quảng cáo. Xin mời quý vị hãy đừng rời khỏi màn hình nha. Thời khắc cuối cùng để biết được ai sẽ tạm dừng chân và ai sẽ bước thẳng vào vòng tiếp theo. Nhiều bất ngờ sẽ đến với khán giả. Đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với đêm chung kết 6 với chủ đề Đêm màu hồng của cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Kính thưa quý vị, trong lúc chờ đợi kết quả thì không gian phòng trà của chúng ta lại đến với một màu sắc rất lạ. Tuy rằng là không mới và đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện trước đây, màu sắc jazz. Thưa quý vị, với giai điệu của nhạc sĩ Văn Phùng, với dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ Tuyết Loan, đã vẽ nên một bức tranh lộng lẫy trong một buổi chiều tà trên bến hoàng hôn qua ca khúc Tôi đi giữa hoàng hôn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát của nữ ca sĩ Tuyết Loan. Chiều buông khi nắng còn vương, một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến hoàng hoa, thấy những đường xa thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười mà say sưa thắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai.
cầu như thầm mơ ước, ước mơ ra sao như thầm hẹn nhau mùa sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho tất cả các bạn thí sinh. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Quý Bình là ba thí sinh của nhóm 1, và đứng bên cạnh Thúy Miêu là ba thí sinh của nhóm 2. Và chúng ta hãy cùng đến với kết quả nhóm 1. Xin mời Thúy Miêu. Xin mời thí sinh Trần Thiên Vũ bước lên phía trước. Điểm của giám khảo khách mời nam ca sĩ Thái Châu là 9,5. Bạn đã có 39,5 điểm và là thí sinh hiện thời đang giữ số điểm cao nhất của nhóm 1. Xin mời thí sinh Hoàng Minh Viễn và Trần Thị Tố My cùng bước lên phía trước. Với 9,5 điểm dành cho Hoàng Minh Viễn đưa đến tổng điểm là 38 điểm, Hoàng Minh Viễn bước vào nhóm rủi ro. Nhưng tuy dẫn trước Hoàng Minh Viễn một điểm trong số điểm của giám khảo khách mời Thái Châu là 10 điểm, nhưng với 38,5, Trần Thị Tố My cũng bước vào vòng sing-off. Và bây giờ sẽ là kết quả dành cho nhóm 2, cũng số điểm 39,5, bằng với số điểm cao nhất của nhóm 1. Đây là số điểm tổng từ con điểm 10 của danh ca Thái Châu. Xin được chúc mừng thí sinh. Thu Hoàng. Và xin mời Thúy Huyền và Tuấn Hoàng cùng bước lên phía trước. Như vậy với Tuấn Hoàng và Thúy Huyền sẽ chỉ còn một thí sinh phải đối diện với vòng sing-off mà thôi. 29 điểm là số điểm đồng của cả hai thí sinh. Số điểm của giám khảo Thái Châu, một con số tròn trĩnh 10 điểm và một con số 9,5. 38,5. Xin mời Tuấn Hoàng hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào vòng sing-off. Và 10 điểm anh Thái Châu dành cho Thúy Huyền, nâng tổng điểm của bạn là 39 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Và đêm nay, solo cùng Bolero sẽ không làm khó các bạn thí sinh trong việc bình chọn
để lựa ra thí sinh, trao cho họ tấm vé tiếp theo để bước vào vòng chung kết 7. Mà tất cả nhiệm vụ này sẽ thuộc về ban giám khảo. Và trong 3 thí sinh của vòng sing up, ban giám khảo sẽ phải trực tiếp lựa chọn ra một thí sinh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với vòng sing up. Vâng, và đêm nay mặc dù là trong phòng chờ, chúng tôi đã thoát khỏi áp lực phải chọn và loại thí sinh nào, nhưng chắc chắn là sự căng thẳng đang đè nặng lên trái tim của 3 thí sinh an toàn. Và chúng tôi cũng ý thức được rằng là đã vào đến vòng này, mỗi đêm thi chúng ta sẽ phải lại chia tay một giọng ca rất tốt của cuộc thi. Và do đó, lời động viên và sự căng thẳng hộ của cả 3 thí sinh xin được chuyển thành động cơ để các thí sinh trong vòng sing off thi tốt hơn, thể hiện tốt hơn trong đêm nay. Xưa đổ nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở, biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyến đường đã nhiều năm xa lắc, bỗng chan đầy trong mắt. Sao xác đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Em đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bắt tâm, ta về bên ấy buồn song vẫn buồn, buồn song vẫn buồn. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hôn tôi, trong những đêm không ngủ trông đèn nhìn khói thuốc bay. Hoa xuống xa ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Xin được chia sẻ một phần nào với ba em. Hôm nay bạn nào mà phải tạm chia tay thì thực ra một tuần sau chúng ta lại gặp nhau rồi. Và hãy cứ nhìn ở góc độ tích cực là các bạn còn may mắn là được thi tiếp một vòng nữa, để có một dịp chứng tỏ cái khả năng của mình, và biết đâu cơ hội nó sẽ đến với mình. Thì đây là những cái điều mà đại diện cho ban giám khảo tôi muốn chia sẻ với các em trước khi công bố ai là người đi tiếp, vì chúng tôi cũng đã có sự lựa chọn rồi.
và kết quả quý bình nhận được từ phía ban giám khảo. Thưa quý vị, có một sự trùng hợp, đó là 4 thí sinh của đêm màu hồng được bước tiếp vào đêm chung kết 8. Đều là 4 bạn nữ. Xin chúc mừng thí sinh Trần Thị Tố My đã giành được chiếc vé an toàn vào thẳng vòng chung kết 8. Lúc này Tố My có gì muốn chia sẻ với ban giám khảo và khán giả không em? Thật sự thì em xin cảm ơn ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho Tố My rất là nhiều. Em sẽ ghi nhận những lỗi của em như các vị giám khảo đã góp ý, và em lấy đó làm động lực để phấn đấu tốt hơn nữa và để không phụ lòng các cô, các chú cũng như là quý vị khán giả đã dành cho em. Em xin cảm ơn. Một lần nữa xin được chúc mừng Tố My và Tuấn Hoàng cũng như là Minh Viễn. Như anh Đức vừa chia sẻ, không có gì mà chúng ta phải buồn cả, bởi vì chỉ một tuần lễ nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại ở một đêm rất là đặc biệt của Solo cùng Bolero năm nay, đó chính là đêm lội ngược dòng, và các bạn sẽ cùng nhau tranh tài và chúng ta sẽ tiếp tục sẽ cùng với 4 thí sinh nữ của đêm màu hồng sẽ bước vào đêm chung kết 8. Thưa quý vị, đêm màu hồng đã khép lại với những tình cảm rất là dạt dào. Chương trình Solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Sam Angela, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp phụ nữ. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào đêm lội ngược dòng với chủ đề Đêm Dạ Vũ vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bốn vi cô của đêm màu hồng đã xuất sắc giành lấy những tấm vé an toàn của chặng đua. Đêm thi tiếp theo là sự trở lại của 10 giọng ca được yêu thích để giành lấy những tấm vé cuối cùng của hành trình. Đêm lội ngược dòng đối với tôi đây là một cơ hội. Và chỉ một. Một cơ hội duy nhất. Một tấm vé. Một suất đi tiếp. Tất cả hy vọng dồn vào đêm nay. Với ý chí và nỗ lực tuyệt đối. Tất cả cho lội ngược dòng. Sự kết hợp giữa Bolero với những bước nhảy điêu luyện của vũ điệu Latin và Standard, đêm thi tiếp theo hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phần trình diễn hoàn mỹ nhất. Đón xem đêm lội ngược dòng với chủ đề Đêm Dạ Vũ sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 9 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Em là Linda. Không, My không phải là em. Chắc bà nội của mày nghe. Hay quá. Đón năm mới cùng những tiết mục tưng bừng. Anh Điệp. Chị chưa Quỳnh Anh đâu. Chết rồi. Đón xem Cười Xuyên Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 40 phút hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chúc quý vị một năm mới vui vẻ. Xin chào. Happy New Year.